Thu xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Thu chia sẻ với mọi người về gói thảo dược ngâm chân. Thu đã kết hợp nhiều vị thuốc nghiền ra thành bột và đóng vào gói túi lọc như thế này để cho mọi người sử dụng cho tiện. Chúng ta có thể ngâm với nước nóng, hãm với nước nóng trong vòng từ 3 đến 5 phút để cho thuốc ngấm ra và mình pha cho nó thành nước ấm và chúng ta ngâm chân. Mỗi một ngày thì mình dùng một gói. Và Thu có đóng gói để cho mọi người đủ dùng trong một tháng. Đó là một gói lớn thì gồm 30 gói nhỏ như thế này, chỉ có 80.000 thôi. Để mọi người sử dụng hàng ngày. Vào mùa thu đông, thời tiết đã trở lạnh và những người bị mắc vào những bệnh về xương khớp đến mùa này thì nó cũng dễ là bị đau nhức trở lại. Chúng ta có thể sử dụng cái gói ngâm chân này để cải thiện cái tình trạng đó. Chúng ta có thể sử dụng kết hợp thêm với thuốc xoa bóp, có thể sử dụng kết hợp thêm với thuốc uống để cho cái hiệu quả nó được cao hơn. Gói thảo dược ngâm chân này là nó có công dụng là thông kinh, hoạt lạc, hoạt huyết, dùng trong các trường hợp bị chân tay tê lạnh này, tê mỏi, đổ mồ hôi chân, khử mồ hôi chân và những người bị mắc phải các bệnh về xương khớp, ví dụ như là viêm khớp, đau nhức về xương khớp này, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, bị đau dây thần kinh tọa, bị phong tê thấp. Những trường hợp ví dụ như là bị ứ tắc mạch máu, khí huyết lưu thông kém, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và những chị em phụ nữ sau khi sinh mắc phải cái tình trạng là đau nhức người, đau mỏi người. Đối với những người cần phải điều trị bệnh thì mọi người có thể liên lạc với Thu vào số điện thoại 0986336179 để Thu tư vấn cụ thể hơn nhé. Thu hy vọng rằng video này sẽ đem lại những thông tin bổ ích cho mọi người. Thu chúc cho tất cả chúng ta có được cái sức khỏe ổn định, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì Thu xin phép dừng video ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.